số chị ơi. Rồi, xin chào bà con cô bác. Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ mọi người xem đồng hồ là bao nhiêu rồi? Chắc khoảng 3 giờ rưỡi rồi đúng không? 3 giờ rưỡi. Nếu mà chính xác là 4 giờ rưỡi sổ không vậy? Thì mình vô tình mình đi ngang gặp cái chị này ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất ăn cơm mà tay vẫn còn cầm vé số. Còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều nha mọi người, cả nhà ơi. Đây. Chị nhắm vô đây là còn khoảng bao nhiêu tờ? Nó lớn lên em đi. Còn khoảng trăm mấy chục tờ số à. Một trăm mấy, khoảng 200, 230 không? Cỡ đó đó. Bây giờ chị nói là còn khoảng 120 tới 130 tờ giấy số á mọi người. Chị là tên gì? Tên Thảo. Ở đâu lận? Ở Tân Hòa đó. Tân Hòa hả? Hay ngay ngồi chân hay ngồi ngay chân trước đèn xe đỏ Tân Hòa đó. Đèn xe đèn đỏ chỗ vòng xoay chợ hay là gì? Không, chỗ đèn xe đèn đỏ ngay chân cột đối diện của Tiến Minh Giang á. À là đi vô đi lên huyện đó phải không? Dạ đúng rồi. Ồ. Bây giờ là chị ngồi rất là chị có tật từ nhỏ hay là sao? Có lớn giờ luôn. Có tật luôn hả? Có chị xin lỗi chị Thảo có gia đình chưa? Chưa. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Mới ba mấy tuổi hả? Ba mấy hả? 35 không? Ở đó á. 35 hả? Bây giờ là rồi mua giùm ngọc 5 tờ phải không? Rồi để lát anh mua cho. Mua giùm ngọc 5 tờ ha. Rồi ok. Thì thưa cả nhà thì nói chung thì em đi ngang thấy cái chị này đang ngồi ăn. Đang ngồi ăn hộp cơm hộp. Cái hộp của chị phải không? Đây nè. Đó. Rồi đang ngồi ăn mà ngồi dưới đất nè, em đâu có biết. Kế bên đó là có cái xe lăn. Đi xe bác xe lăn này là bao lâu rồi chị? Đi mười mấy năm nay rồi. Bán số mười mấy năm rồi đó hả? Dạ. Là bình thường một ngày chị bán bao nhiêu tờ? Thường thường là chị bán hai có bình thường là ngày bán 180 tờ số thôi. Mà ngày thứ bảy là tới 300 tờ lận, 30 cặp lận, 30 cặp là 360. Nếu mà chỉ có ngày thứ bảy thôi à? Nếu mà ngày thường là bán là bây giờ là hết số nè. Đúng rồi. Tại vì bây giờ còn 120 nè. Dạ. Là bán ngày thường là 180 là hết đúng không? Dạ. Mà bây giờ lại còn lại 120 tờ này cỡ đó đó. Đó thì bây giờ này nha mọi người ơi, em cũng không biết sao em thấy chị này đang ngồi đây ăn cơm ngồi dưới đất có tật mà bán giấy số khổ quá. Thảo là quê rồi Tân Hòa. Ở Trà Vinh á, ở Trà Vinh lên lập nghiệp. Ủa? Ở Trà Vinh hả? Vậy lên Tân Hòa ở trọ hả? Mướn nhà trọ hả? Nhiều tháng? Ta 800.000. 800.000 có chưa có gia đình ở mình hả? Ở mình. Ở mình rồi sao chiếc xe này là sao? Em ở một mình đó giờ là em đi xe bán số đó giờ là. Vậy hả? À, tội nghiệp quá vậy. Quê Trà Vinh, Thảo quê Trà Vinh bán vé số. Bây giờ là mình gì nè mọi người. Mình chia sẻ đến cái mọi người là cả nhà mình biết là Thảo là đang ngồi bán ở chỗ này lại là ngay chỗ ấp chợ bến xã Bình Ân. À, thì em muốn chia sẻ đến cả nhà mình nghe nói em nói không? Chia sẻ đến cả nhà mình ai biết khu vực chỗ này có thể ghé mua ủng hộ vài tờ giấy số. Chị đi được không? Vậy hả? Đi là té không đi được. Nhưng mà có đứng lên được không? Được. Đứng lên phải dịnh mới được à. Vậy hả? Tại xe được không? Là đứng lên xe đi được luôn hả? Đứng lên xe dịnh, dịnh với xe mới đứng gì được không? À. Tại vì đứng có chị ơi. Bạn Thanh Tiền nói là bà chạy dù dù hả? Thì mình không biết mọi người thì mình thấy chị đi ngồi vậy mình thấy giấy số giờ này còn cái tiếng hồ nó sổ nhưng mà bán còn rất là ế rất là nhiều. Bán còn tới 100 mấy tờ mà chưa có. Có chừng bạn nhìn lộn người không?
còn nếu không phải thì thôi mình hoan hỷ bỏ qua nha. Mình kệ, mình giúp đỡ ai thì giúp đỡ chứ mình cũng không biết sao đâu mọi người. Bây giờ nói với số, với số chiều nay sổ không luôn đúng không? Chiều không à. Chiều nay sổ hả? Chiều nay sổ, bây giờ còn mà hồi nãy giờ ngồi đây có ai mua nhiều không? Bình thường thì đáng lẽ giờ này hết rồi, mà vô bữa nay thứ bảy phải không? Thứ bảy thì có 30 cặp lần, 360 lần. Ở mình bán ngày 120, kiếm được 120.000, tháng coi như 14 triệu, trả tiền trọ 800, còn khoảng 3 triệu ăn uống này kia. Thì có gửi tiền về cho Vinh không? Hả? Lúc có ôm số rồi chắc sao? Vậy lúc có ôm hả? Ôm nhiều không? Ôm rồi thăm vốn rồi sao? Thì đó. Tội nghiệp quá vậy. Không gọi với số chị ơi. Cũng căng quá, chị ngồi chỗ này giữa đường á, giữa đường á chứ không phải ngay chợ. Bây giờ đi vô chợ Gò Me được, đi vô ngã tư Gò Me đi, ngồi cho nhiều người đi ngang vậy mua chứ vậy. Chứ giờ ngồi giữa đi. Vậy hả? Bây giờ ngồi giữa đường này đâu có ai ghé ngang mua ủng hộ được, ít người đi qua đi lại. Giờ này 3:30 rồi, gần 4 giờ rồi. Chị đi vô ngã tư đồ á, hoặc ngay chợ đồ đó. Bây giờ chị nói vậy em cũng không biết sao đâu mọi người. Ủng hộ giúp số anh ơi. Em á thì chắc chắn em sẽ mua giúp ủng hộ, nhưng mà không thể nào mà san sẻ hết được, còn rất là nhiều. Bây giờ mọi người mình ví dụ chung tay vô, mình mua ủng hộ người vài tờ đi, thì ví dụ như mặt mai còn dơi bớt, đúng không cả nhà? Ủng hộ giúp số anh chị ơi. Bây giờ em sẽ ngồi đây khoảng chút xíu đi, ủng hộ giúp số không? Khoảng nửa tiếng rồi coi chị bán được bao nhiêu tờ rồi đi coi. Số anh ơi. Kết nối chậm mà em đang ở ngoài đường nên không biết sao nữa. Ngồi ngoài đường nè, mọi người thấy không? Quay phim. Giờ thứ hôm nay, bữa nay trời ơi, tốt cơ. Đây, đó. Có đi bán xe, ngồi xe lăn mà giờ này ngồi xuống đất ngồi ăn luôn. Nói chung là chắc chị vẫn dẫn đứng lên được đúng không chị? Ừ. Nhưng mà chân hơi yếu đúng không? Ủng hộ giá số à. Em ngồi đây em chia sẻ cho bà con mình được biết luôn, để coi mặt mai bà con mình có ai đi ngang chỗ này, gọi là cái đường, cái đường gần trường tiểu học Nguyễn Thị Tư á, gần chợ Bến á, xã Bình An, huyện Gò Công Đông á. Mua hết đi kìa, chiều chúng đó đặc biệt cho mượn 4 tỷ. Trời ơi trời, gì vậy gì, còn tới quá trời nhiều luôn. Giờ này mà còn tới 120-130 tờ, đông lắm, nhiều lắm. Trời ơi, số anh ơi. Cái chị này á, nói á, thường thường là bán 120-180 tờ mỗi ngày á, là như giờ này là hết rồi. Mà bữa nay thứ bảy
thứ bảy nên lấy tới 300 tờ. 300 tờ nữa bây giờ còn ế lại 100, khoảng 120. Không có bán hết, đang ngồi đây. Em đi ngang, đi công chuyện, đi ngang thấy. Ngồi chỗ này giữa đường mới khổ rồi chứ. Phải như ngồi chỗ gần ngã tư hay gần chợ rồi đó, người ta biết ta đi ngang ta mua. Này em cho con mọi người nè nha, đi thẳng cái đường này là đi vô chợ. Ủa, anh ơi. Đi thẳng đường này là đi vô Gò Me, ngã tư Gò Me. Ngã tư Gò Me mà đi ngồi chỗ này ngay giữa đường không có ít nhà. À, em đang cố gắng em chia sẻ quay phim để mọi người biết tới. Đây nè, đằng đây nè, cả nhà là trường, cái chỗ nhà lầu cao cao này là trường mẫu giáo, trường mầm non Bình Ân. Trường mầm non Bình Ân á. Khu vực chỗ này là, gọi là chợ Bến á. Có mọi người có cách nào, có cách nào chỉ em không để em giúp chị này coi. Thời gian đang đếm ngược mọi người ơi, giờ này là 3:40 rồi, 3:40 à. Ê mấy con bồ, nguyên số không? Còn có số 48 không chị? Có số 48 không chị? Chị chị coi lý lý sơ sơ có số 48 không? Giúp gì con vé Nguyễn Sứ mà. Sam Sam Mai Trâm xin chào nha, thiên thần nước mắt Tiên Lê, Nguyễn Lộc, Trần Thanh Vi, Nguyễn Thị Thanh Thảo. Ôi xin chào cả nhà mình rất là nhiều. Chúc mọi người chiều nay là trước mắt là vui vẻ. Đúng không? Thứ hai là mình sẽ gặp may mắn. Mình không biết được điều gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian 10 phút nữa. Ê lão, xin lỗi, 40 phút nữa chứ, 4:30 mới sổ. Phan Khánh Hồng. Ây rồi bữa nay em ơi, chiều nay đó chú. Ai có chú này tới vớt luôn rồi, bớt bớt được gánh nặng rồi. Bốn tám là không có hả chị? Bốn tám không có Phú Đức ơi, giờ sao? Một chút xíu mình sẽ, nói chung là gần cuối giờ mình sẽ cố gắng, hy vọng bà con, bà con tới đây mua đỡ chút, phần nào một chút. Mọi người thả tim nè, chia sẻ giùm em ha, để cho nhiều người biết tới. Chỗ chị đang ngồi ngay chỗ này gọi là ấp chợ Bến, xã Bình Ân nè, ngay gần cái chỗ trường, trường mẫu giáo Bình Ân á. Trường mẫu giáo Bình Ân á. Rồi xin chào cả nhà rất là nhiều nha. Xin chào cả nhà rất là nhiều. Đường này nè, đi thẳng vô tới chỗ này gọi là cầu Trần Văn Võng á. Cầu Trần Văn Võng rồi đi vô chút xíu đó là ngã tư Gò Me. Nào được anh trai Đức mua, Phú Đức mua số nào vậy? Nói anh biết ai mười vé nào. Ủng hộ vé số chị ơi, bán phụ về trời trời cục bào ơi, còn có đóng không nào? Bán phụ hả chị? Bán phụ á. Chồng ơi, chồng ơi, chồng vô ơi, chồng cảm ơn nha. Nào cũng được hả? Rồi ok, bây giờ nè, bây giờ mình mua giùm nha. Rồi bây giờ tới lượt mình mua. Số chị. Phải ghi cái bảng không ta? Gắm cái bảng ghi với số chiều sổ không vậy? Cho tao thấy. Được hả ta? Nguồn ngân 2 tờ hả? Trời ơi, 2 tờ Phú Đức 4, 10 tờ phải không? Rồi bây giờ nè,
mình mua nè chạy chị. Bây giờ chị đưa. Ê, có lựa số gì không vậy mấy em? Hay lấy lại đây. Chị lấy em cái lốc nào mà 10 tờ á. Lốc nào còn nguyên 10 tờ. Thì chị đếm giùm em đi, em cái tài em đang cầm quay rồi. 10 tờ hoặc 12 tờ cũng được. Lốc là 12 phải không? Hello anh Tùng. Mua số nè, chiều nay vớt nè anh Tùng ơi. Trời ơi, đi ngang thấy chị này đang ngồi ngoài đường ăn à, 12 tờ phải không, đang ngồi ăn cơm dưới đường nè. Ế quá trời, ế, mẹ 10 tờ hả mẹ? Dạ rồi, 12 tờ phải không? Ê Chung, em với Ngân là 12 tờ số này nha, coi kỹ nè nha, để em đưa kỹ nè nha. Rồi chiều nay lỡ có trúng thì biết nha, là Ngân 12 tờ này nha. Ngân với Chung 12 tờ đó nha. Rồi anh sẽ giữ giùm. Rồi chụp hình lại đi nha. Anh Tùng mua 2 tờ hả? Dạ mẹ 10 tờ rồi đấy con. Chú mua số giùm chú. Dạ rồi. Trời ơi cảm ơn chú nhiều lắm. Anh Tùng 5 tờ hả? Rồi 5 tờ luôn. Bây giờ đây 10 tờ của anh Chung nha. Dạ vậy nhớ giùm em 12 tờ nha. Chiều nay thôi. Chiều nay là vô là mình lãnh luôn nha, tôi không có biết. Chú 2 tờ cái gì chú? Rồi chú mua 2 tờ hả? Rồi. Rồi. Rồi bây giờ chị đưa em tiếp một lốc 10 tờ. Rồi lấy số nào cũng được hả mẹ? Rồi 10 tờ nha. Bây giờ bắt buộc phải ra tay thôi cả nhà ơi. Chiều tối rồi. Cảm ơn chú nha, nhiều chú. 6, 7, 8 tờ là. Bây giờ có lốc nào 10 tờ thì đưa đại lốc đi. Lấy 20 luôn á mẹ. Rồi 8 tờ với lốc nào 12 đưa đây luôn. Rồi. Rồi đây, này 8 tờ phải không? Rồi lốc nào 12 tờ đưa đây. Rồi có cô ở Hoài Dầm Láng mua giùm chị 20 tờ. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 20 tờ không có một thứ nữa mẹ. 11, 12 tờ. Rồi một thứ là 12 tờ với một thứ là 8 tờ lũ 20. Đây cái lô này là 8 tờ. Còn cái lô này là 12 tờ. Dạ 12 tờ là 20 tờ. Rồi con mua giùm à, này cái cô ở Dầm Láng á chị à, mua giùm chị 20 tờ đó. À đang giúp chị ơi. Cậu phải bán giùm đi, công đức vô lượng. Trời ơi giờ anh có lấy không nè anh Tùng? Dạ dạ mẹ. Hồi nãy 32 với giờ 20 là cái lỗ 12 với 20 là 32 phải không? Rồi nhớ nha. Lấy em đi luôn á. Nhỏ. Chuyện nhỏ gì? Chuyện nhỏ gì? Chiều nay chúng là tôi đưa cho chị lên luôn á. Anh Tùng có lấy không anh Tùng? Nhắc lại coi. Rồi bây giờ em xin nhắc lại vậy nè, thưa bà con cô bác em chia sẻ lại ha. Thì nói chung em đang đi ngoài đường, tính đi hớt tóc cho đẹp trai một chút. Đây có cái chị này bán cái số mà ngồi cơm ngồi dưới đất kìa. Giờ này mọi người thấy không, gần 4 giờ rồi, gần sổ rồi mà còn cái 100 à, khoảng 120-130 tờ đó. Nên còn ế nhiều. 5 tờ hả Tùng? Rồi ok 5 tờ vậy. Tờ nha bà con cô bác ơi, em thấy chị này đang ngồi bán số nha. Em muốn chia sẻ để mình lan tỏa, mình giúp hy vọng mọi người thả tim với chia sẻ để cho mọi người biết tới khúc ấp chợ bến xã Bình Tân đang ngồi chỗ này nè, bán được nhiều hơn. Năm tờ phải không? Rồi để em bỏ túi cái 20 tờ kia cái đã. Sớm anh ơi. 5 tờ nha anh Tùng. Ok này là 5 tờ của anh rồi nha. Ghi rõ lại nha. Ủa cái số nào đẹp với ta 125003. Ý biết đó chiều nay lãnh cúp rồi nha. Lãnh cúp nha anh Tùng.
Ok, 5 tờ nha. Rồi, 5 tờ. Bây giờ coi như em giữ giùm đi ha. Nay mai lưu gò công lấy tiền lại 50 ngàn đó nha. Còn chiều nay trúng thì thối luôn. Nhớ nha. Ôi trời, nó rớt rớt. Năm tờ nha. Để em đi vòng coi có ai không ta. Đi vòng coi kìa. Ngồi chỗ này. Ui da. Số chị ơi. Lấy cúp. À ok, lấy cúp. Lấy cúp. Nhiều giờ rồi, nhiều giờ rồi, giờ này nhiêu rồi. Mười rồi. Ủa ai mới chuyển tiền vậy ta? Có người chuyển tiền hả ta? Để khoan mình coi coi. Cảm ơn Phú Đức nha. Trời ơi, Phú Đức nó chuyển tiền 100 ngàn luôn rồi. Chú bạn ngồi chung nữa bạn hết á. Nửa tiếng nữa hả? Rồi em ngồi đây mà, tại em tính đi vòng vòng đi coi có ai hô giùm chị. Tí đi lại kia hất tóc kìa. Để này lại kia. Ê. Ê. Để lại kêu này nó giúp đùm cái nhầy coi. Kêu lại kia ngồi đông đông đi chị. Đi lại kia ngồi đông đông đi, em quay phim giúp cho bán hết liền à, yên tâm đi. Cái chỗ này vắng quá. Còn nửa tiếng nữa ráng cố gắng được không? Vậy. Chắc phải ghi cái bảng quá, tranh thủ vào phút này còn khúc nào đỡ lúc đó đi chứ giờ bán còn nhiều quá sao bán. Ngồi chỗ này hơi vắng, phải nãy ngồi chỗ đằng kia đằng trường học á, chứ sao có cái địa điểm em quay phim chia sẻ người ta biết ta chạy lại chỗ này á. Mọi người là gần cái chỗ trường mẫu giáo Bình Ân á, trường mẫu giáo Bình Ân á này sao ta. Hơi đi ngang không lấy đại vài chục lóc. Không thấy ai luôn. Để chạy em thấy quắc thôi. Quắc. Quắc bộ quá. Đi số chị ơi. Mình lại mình lấy ngay 4 bánh giá. Đúng rồi, đi xuống đây đi Lâm, xuống đi mua ủng hộ người ta con. Đứng mua ủng hộ cái số đi. Em không biết sao giờ đó, chạy xuống đây chạy nói nghe nha chị. Bây giờ em tính đi vô cái nhà cái bên tay bán này, chị đưa em khoảng 10 tàu đi. Cứ 10 tàu này đi vô em rau phụ cái. Thôi một phục lâu mà một lóc nào thôi, đừng có nhiều. Để em về ta dễ mua. 10 tàu thôi đúng không? Tiếp đi. Thôi lấy 10 tàu thôi. Có mấy tàu vậy? Không đủ rồi. Cái gì? Vậy chị phải chị cầm cái lô này đi. 88 này đếm cái bao nhiêu tờ vô trong cái nhà kia rau giùm nha mọi người. Cảm ơn chị ơi. Này, bây giờ mình sẽ sức chiêu. Sức chiêu nha. 3 4 5 6 7 8 9 tờ đã. Nè đếm thử đi không? 9 tờ vậy đưa 1 tờ nữa đi.
bây giờ đi lại cái nhà kia vô mời thử 10 tờ cái. Ông mua xuống ông anh, trời ơi hơi quá. 10 tờ hả? Trời ơi có 10 ngàn à. Trời. Bây giờ cầm 10 tờ này vô bán thử coi. Nếu mà 10 tờ này bán được là mình ôm luôn. Lấy 10 tờ nó anh Tồn gọi ok đó, lấy 10 tờ lấy giống luôn hay lấy khác đây. Sao? Đi vô trong đây là thấy trong đây không biết có ai nhà không nè. Đây ca ca bữa nay đi bán cái số nè. Con gái có ai có người lớn nhà không con? Chú hỏi mua giùm với số cho cái bà có tận ở đây nè, mua giùm 10 tờ được không? Chú sợ chó chú nước ngoài á. Đi bán với số nha. Ê, cái số này coi chừng chiều nay chúng là hơi bị mệt mình á mọi người. Trời ơi, số 88 nè. Chiều nay mà chúng là hơi mệt á, 9 tờ là còn tờ chị đó đưa nữa. Chị đó đưa thêm tờ số 65. Đó. Để coi chiều nay hy vọng biết đâu cái bàn tay của em má sao mọi người. Mình vô chỗ này mình mời người ta mua. Rồi chút xíu em lại em lấy 5 tờ nữa cho anh Tùng. Không có ai nha, mấy đứa nhỏ nó chơi nó đi kêu. Ok anh Đồng rồi, chốt kèo nha. Có mua không cậu? Cô có nghe là cô, trời ơi. Con thấy có cái chị kia có thật bán số nhà này còn ế nhiều quá, con bán phụ, con mua giùm 10 tờ được không? Coi như mình giúp ta đi cô. Hả? Dạ nghe hả cô? Rồi cô nói cô không chơi số. Không phải có chị ngồi đây nè, có thật ngồi đây nè. Con thấy đây có thật. Con thấy có 10 tờ đẹp con đưa cô luôn nè. Tờ hên đó, năn nỉ được 10 tờ. Tí anh hỏi bả ngày bán bao nhiêu tờ, ngày nào tới giờ sổ cũng còn cọc, ngày nào cũng như ngày nấy. Trời ơi, thôi mình không biết, tại mình là thấy là ngày đầu tiên. Để mình hết luôn á. Ê, Trương Minh Hải theo vậy? Vậy? Trương Minh Hải sức đầu lộ diện. Nói chung thì mình không biết hoàn cảnh thực tế là cuộc con người như thế nào ha mọi người, nhưng mà mình thấy hiện tại mình đi ngoài đường mình thấy mình chia sẻ vậy thôi. Còn nếu mà có gạt mình hay là có qua lại mình thì thôi, mình chia sẻ vậy thôi. Còn nhiều lắm anh Hải, chút xíu em lại cái chỗ cái người bán số cho anh lựa, tha hồ lựa luôn. Chắc bây giờ hồi nãy giờ sơ là 32, chắc giờ còn khoảng 80 chờ á. Lấy mấy tờ vậy con? 7 tờ hả? Nè con coi đi, chú còn 10 tờ nè, con lấy tờ nào con lựa đi. Rồi ok, trả cho mượn tiền trả được thôi, có gì đâu, lấy lại mấy tờ lấy. Cảm ơn con nghe, 7 tờ phải không? Con muốn lấy tờ nào con lấy. Dạ không sao con, trời ơi. Tại con quay phim chúng thấy vậy con mới mua quay. Rồi, 70 ha. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều cơ. 70.
70, mình bán 7 tờ lời được 7.000. Ê, còn 3 tờ này thôi, bây giờ về 3 tờ này mình sẽ giữ lại. 3 tờ mình sẽ giữ lại. Sao cô? Em nó lựa con không biết. Tại còn có lốc, còn có lô 88 với tờ kia á cô. 88 luôn à cô. Các lẽ cậu phải trời ơi trời. Đâu phải nghề chuyên môn bán vé số đâu. Cút lựa ra rồi. Bây giờ anh Hải lấy 10 tờ phải không? Coi như 7 tờ đó với 3 tờ này là mình lấy 10 tờ nha, chút xíu mình đưa 100.000 riêng của mình. Rồi rồi, có đồng môn, có đồng môn. Mua mấy tờ vậy? 10 tờ luôn, ok. Good good. Trời ơi, nó 10 tờ nữa đi. Trời ơi. Mới đi bán bà đây 7 tờ. Ngồi chỗ này không phải ngay chợ, hơi khó bán chút. Ngồi ngã tư được đâu, đông được. Mấy giờ rồi, để em quẹt cái mấy giờ rồi ta. Trời ơi, 4 giờ rồi hả? Để có ai gửi thứ bảy ôm số luôn. Rồi thôi. Rồi rồi, con bé giỏi không, dễ thương không, mua giùm 2 tàu luôn kìa. Con lớp mấy rồi con? Lớp 2 hả? Cảm ơn con nhiều mấy không? Cảm ơn nha. Rồi, dễ thương nha. Ủa hồi nãy để coi lấy cái tùng 5 tờ nữa đúng không? Ủa số tùng số nào ta? Số 3. Tùng 3 chỗ nào ta? Con vậy ơi. Chiều nay lộn xộn. Lộn xộn xà cầu. Lựa mình số nào đi. Bây giờ cứ nói số mấy đi em lựa nè. Tùng. Nói số nào không em lựa. Ê anh Hải với lậu, anh Hải có lấy anh ơi. Anh Trương Minh Hải, anh lấy số nào nói đi em lựa. Rồi vậy lấy cho anh này 10 số. Ê lộn, 1 số 10 tàu, lộn lấy 10 số cho chịu. Rồi lấy cho anh Long đi, để anh biết. Ừ 03 có tụng, cái số nào 03 nãy còn không vậy? Thôi rồi chị lấy số nào cho anh này 1 lốc 10 tờ. Có thấy số Âu lựa. À có số Âu nè, là chị xe nó đi cho anh lựa. Trời ơi trời, đâu có biết đâu. Chị xe cái số quy dần dần đứng lên vậy nè. Đó, rồi chị kéo đi. Số 31. 31. 01. 0801. 90. 5490. 50. À 50, anh mua lấy cho em 5 tờ này đi. Hồi nãy có bé Ngọc ở cà phê Ngọc Ngô á, anh mua cho em 5 tờ này nha Ngọc. Rồi, 50 đưa em 5 tờ đi. 1 2 3 4 5. Rồi. Cái này là anh mua giùm Ngọc Ngô nha, quán cà phê ở 90. Ở Dầm Lãng. 90. Đâu 90 đâu? 90 đây. Rồi, điểm nè. Rồi chiếc số. Ê giờ chọn đại luôn nha. Nghe anh Hải. 1 2 3 4 5. Số mấy vậy? 6 7 8 9 10. Số mấy vậy? 11 12 90. 90 đó, chịu không? Trương Quỳnh Như, tôi mua giùm 10 tờ, chút ghé nhà cầu vòng đưa tiền. Ok luôn. Rồi bé là anh Hải lấy 10 tờ nha. Còn 5 tờ này là của Ngọc nha, của cà phê Ngọc Ngô á. Lấy đại sao lấy được. Tôi lấy đại, lấy bà này vô nãy.
lấy hết 90, lấy hết 90 luôn. 12 tờ. Rồi lấy hết 90, 12 tờ cho anh Hải. Ok, chốt kèo 12 tờ. Với 5 tờ này là 17 nha. 17 với hồi nãy đưa em là 32. 32 với 10 tờ là 42. Dạ. 42 với 17. Đúng không? 42 với 17 là 59 tờ rồi đó. Rồi. Rồi nhớ nha, chút xíu em gom tiền. Sớm không chị ơi? Trời ơi, nãy giờ mua 59 tờ rồi đó nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Trời ơi, hốt hốt luôn. Ê, còn lấy cho anh kia 5 tờ nữa quên á. Cái anh ở Gò, Gò Công. Một, số không một nha. Dạ không được. Bây giờ dạ cái chị này á là đang ngồi ở ấp chợ Bến, xã Bình An, gần trường mẫu giáo, gần trường mẫu giáo Bình An á. Anh Tùng Dương ơi. Hồi nãy anh kêu mua 5 tờ nữa là 10 tờ là số này nè nha. Rồi vậy là anh có 10 tờ rồi nha. 5 tờ nữa là 64 tờ nha. Ok, nhớ nha. 10 rồi 64. Chốt kèo lụm bỏ túi. 64 tờ là em bây giờ trước mắt em quay vậy đó. Chút xíu em ứng tiền chưa? Ứng tiền cho các đồng đội. Tình đồng chí. Còn nhiêu? Điểm thử thử sơ sơ đấy. Điểm lạ lên số nào cho bà con người nghe biết đâu người ta mua sao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kỳ này về lấy số bán luôn đi cô. 9, có mua giùm tôi chưa? 22, à Trương Quỳnh Như hả? À, rồi ok, mua 10 tờ đúng không? Rồi ok Trương Quỳnh Như. À, mua đại số nào luôn Phong Dương Quỳnh Như. Nó nghe nè. Dạ. Tới nói nhiều rồi. 31 tờ. Rồi bây giờ chị điếm tôi cái lô nào 10 tờ á. Đưa cho một người này ra, người này đang cần mua 10 số 10 tờ kìa. Nha. Phải không? 10 tờ không? Điếm đi phải 10 tờ không? 10 tờ hay 12? 10 tờ hay 12 cũng được luôn nha. Ok, số nào cũng được. Rồi, chốt kèo 10 số nữa. 2, 3, 4, 5. Chưa. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tờ à. Rồi, 11 tờ nữa đây. Phải cùng số không? 10 tờ à. 10 tờ không? Rồi, ok, 10 tờ. Rồi, ok, cái này là 188411 của... Trương Quỳnh Như nha, 10 tờ nha. 2, 3, 4, 5, rồi 10 tờ 3, ok. 7, 8, 9, 10, có một 1, có một 3, bạn ở ngoài Dầm Láng kêu mua giùm 10 tờ. 3, 4, 5, ok 5, nha. Rồi chốt kèo. 9, 20, 21, 22. 10 tờ này nữa là 24, 25, 26. 10 tờ này nữa là 74 tờ. 74 tờ đó, trời ơi. 74 tờ. Dạ em mua lộn xộn vậy, em lát không biết sao chia nữa nè, trời ơi trời. Quên nữa, lộn xộn người luôn thì sao nhớ trời. Chiều nay mà có chúng là mọi người nhớ nhắn nha, em không biết ai là ai đó. Em đưa là 49 tờ 50, 51, 52. Trời ơi, số ghế này mua chảy. 53. 53 mà còn điếm nữa hả? Điếm lại. Trời ơi, điếm 1, 2, 3, 4, ca, 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 ca. Quyền võ vô coi lấy 3, chừng 1 ký. Đi vô cho anh ấy đi bán coi bộ có lý à. 2, 3, 4, 5, 74 tờ rồi đó. Lát ôm cho 8, 19, 22. Anh em ơi, 4 giờ 8 phút rồi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
47, 48, 49, 50, 4 giờ 10 rồi. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Trời ơi. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68. Tờ kẹp đó chị. 67. Với tờ kẹp nè. 67. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 tờ nữa. 75 tờ, chúc mừng bạn còn 75 tờ. Ngày giải phóng luôn, năm giải phóng năm 1975. Bây giờ mình có trò chơi nào không ta? Trò chơi nào nếu chị bán thích rồi. Bảy mươi lăm tờ, 75 tờ, 75 tờ, bây giờ lại còn 20 phút nữa, 75 tờ, 20 phút nữa. Chị ơi, rồi xong luôn rồi, một người đi qua không ghé lại. Chỗ này biết sao không, cả nhà nằm ngay giữa đường á, không có đi mua được. Ừ, hên quá, cái nhỏ vô 15 tờ phải không? Ok, vớt luôn 15 tờ. Cái gì được phải không? Thì mua lấy một lốc nào đó, hiểu không? Rồi còn chẳng xong rồi lấy lẻ. Rồi để mua cho. Ủa, 5 phút nữa sổ hả? Mấy giờ sổ? 4 giờ 15 sổ hả? Ồ, căng nha. Rồi lấy cho cái nhỏ 15 tờ. Lấy em chuyển khoản cho anh nha. Rồi ok, không sao em. 3, 4, 5, 15, 6, nãy 75, 15 là còn 60 tờ phải không? 9 tờ nè. Rồi 9 tờ, đây 9 tờ số này cái nhỏ. Ồ, số đẹp nha, 3923. Rồi lấy thêm 6 tờ nữa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tờ đúng rồi. Là rồi. Với cái số này nữa là đủ 15 tờ cho gái nhỏ, Võ Thị gái nhỏ. 4, 6, 9, 7, 3, 9, 2, 3. Rồi còn 60 tờ. Kìa ơi, lấy hết đi kìa, chiều làm đại gia. Kêu lấy hết đi kìa, chiều làm đại gia. Chiều nay, quan trọng chiều nay mà mua giùm mà không ai đưa tiền lại là cũng thành đại gia luôn nè. Sớt chị ơi. 10 tờ này nữa là 74 nha. Mới 15 tờ chứ. Hồi nãy 74 tờ, 15 tờ nữa là 89 tờ. Ủa, gì ghê trời, lãi là 80. Số anh ơi, số chạy 89 tờ rồi đó. Mà còn 60 tờ vậy, nãy ế tới 150 tờ luôn. Trời ơi, nhiều. Số chạy. Chưa tính mọi người đi qua đi lại nữa. Rồi sao? Còn 60 tờ nữa à. Anh tự hết đi. Trời ơi trời. Để không biết lấy ra lá, một chút xíu em lấy ra em đếm lại nha. Lấy là đếm lại, tới bây giờ nãy giờ nó lộn xộn thằng ngầu luôn. Rồi, có một bạn mình nó hớt tóc. Tính đi vô nó hớt tóc mà nãy giờ không có hớt được luôn. 10 tờ nữa, nó lấy 10 tờ nữa là còn 50 tờ. Thời gian đang đếm ngược cho các bạn còn 2 phút nữa. Trời. 100 giây đang điểm ngựa. Ủng hộ giấy số không? Nhưng mà em nói chuyện nghe nè. Cái này em góp ý thôi nha. Thôi rút kinh nghiệm, mai mốt thứ bảy chứ mấy ngày kia lấy ít lại đi. Lấy chủ bình thường lấy lại nhiều. 108 mà. 108 thì thứ bảy lấy 200. Thứ
7 là 300 tờ mới được lận. Lý do? Chứ nếu mà ngày thứ 7 ít vậy á, là ngày thường thì không có lần tờ cho bán. Người ta không cho bán hả? Không, người ta cắt chéo của mình luôn á. Ngày thứ 7 á, ngày thứ 1 á, quên ngày thứ 2 á. Ngày thường á. Ủa sao kỳ ta, mấy thầu số ta quy định vậy luôn hả? Dạ. Mấy ngày thứ 7 là 4 đại mà. 4 đại phải bán gấp 3 lần vậy á. Ngày thường á, ngày thường là chỉ có 180 tờ số thôi. À. Còn ngày thứ 7 á là bán 30 cặp là 360 đó, ngày thường á. Vậy hả? Rồi bà con cô bác ơi, còn 1 phút nữa là sổ nè. Có cô bác nào, bà con nào mua không? Có thêm nói vậy à, còn ngày thường thì có 100 mấy chục tờ số thôi. 1 phút nữa sổ nha. Ok. 180 tờ số thôi, còn ngày thứ 7 là 30 cặp là 360 đó. Vậy hả? Nói sao em nói vậy? Rồi. 10 rồi. Bây giờ sổ nha. Bây giờ là 15 rồi. Rồi 20 tờ luôn. 20 tờ luôn hả? Rồi. Hai chục tạ là còn 40 tạ kìa. Chị gái ơi. Thôi bây giờ em nói cho chị yên tâm vậy. Bán đi hết còn bao nhiêu em mua giùm. Dạ rồi. Rồi. Quyết định chốt kèo nha cả nhà. Bữa nay trời. Rồi. Bây giờ em chị quýnh chưa quýnh tù xì nè. Nếu mà chị thắng em thì chị mua hết, còn em thắng chị em mua hết. Rồi không? Em chưa quýnh tù xì chị này luôn mà chị không dám đâu mọi người. Ba tờ sao thối. Có tiền thẻ à? Trời ơi, ba tờ tôi đưa 100.000. Rồi, ba tờ nha, là còn 37 tờ phải không? Bây giờ tới sổ giờ chưa để coi cái. Rồi, tới giờ sổ rồi. Chị muốn sổ vậy? Chưa, tặng tao nói gì thôi chứ. Vô đây mua đi, không mua tôi mua hết á, cho nó rồi á. Rồi, vô đây mua luôn. Trời ơi, quắc mới chịu vô á, chưa. Xíu gửi tài khoản bên chuyển khoản cho cốt. Rồi ok, lấy đi nhà đưa số lấy tiền luôn, khỏi gửi. Ngồi gọi nhóm lưu tô ủng hộ hả? À, hay ha. Thôi bây giờ vậy, một chút xíu mình mua xong mình chia lại cho mấy người đó luôn. Ép buộc lấy luôn, khỏi nói nhiều luôn. Mấy tờ vậy con? Tại bây giờ cái điện thoại này đang live stream là không có gọi được. Thời gian đang tiếp gọi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy tờ các bạn? Vậy hả? Rồi mua 5 tờ nữa, hên quá. Rồi ok, bây giờ mình cũng một lần nữa cũng cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn bà con cô bác đã xem mình live stream bán vé số nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ. Thì nói chung mình muốn cái làm cái điều gì đó vui vui cho cuộc đời này thôi mọi người ơi. Cứ nghĩ đơn giản đi ha. Giống như mình chơi cái trò chơi đi. Có thì nhà được. Ơi có mấy thằng kia nó biết nó quen rồi. À dạ, chút xíu kịp mua xong bắt buộc mấy anh chị phải nhận luôn à, khỏi có ủng hộ vậy. Rồi bây giờ em xin cảm ơn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Em xin còn bao nhiêu bây giờ điếm em mua em lấy hết luôn. Coi như hôm nay mình cho chị này có cái nụ cười đi. Rồi chị đếm đi, còn nhiêu là em từ đây em lấy hết. 5 tờ hả? 5 tờ đưa 500 á, thối rồi mình gầy à. À dạ em chào chị Ngọc. Trời ơi, chị Ngọc bên nước Mỹ luôn. Cảm ơn chị nha. Nói chung lâu quá không gặp chị. Em cũng thấy vui vui. Em mua giùm chị mấy tờ số vui vẻ. Dạ. Ngoài đường bữa nay rớt mạng nhiều quá. Rồi đếm đi bao nhiêu tờ em trả chị. B
Bây giờ phải lấy cái số ra đếm lại nha, hồi nãy lộn xộn. Mọi người coi sổ số được số mấy rồi cha, có gì nhắn báo em đây. Có khi em 6, 7, em lãnh cúp chiều 8, nay á. 10, rồi. 11, 12, 13, 14. Còn nhiêu, 15, còn bao nhiêu tờ số này em mua hết nha. 18. Dạ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Rồi. 26, 27, 28. 30 tờ đúng. 30 tờ đúng không? Rồi ok, 30 tờ rồi, em mua này nha. Rồi cái này của em chị lấy công khung đi cột lại em đi. Để biết sao khỏi khỏi lẫn lộn dạ. Bà con hồi nãy mua. Cái này là của em nha. Rồi 30 tờ. Bình Phước 13. Ủa hồi nãy có ai mua 13 không ta? Hậu Giang không không. Ừ ừ, nguy hiểm. Để chút xíu lấy số ra dò chơi. 13 có nè. Có không? Bình Phước không chị? Hậu Giang hả? Trời ơi. Chúng lộn đài. Thôi cậu lại đi, cậu lại đi. Của em cậu lại đi. Vậy coi như bán hết rồi phải không? Bây giờ dạ, này 30 tờ là của em. Dạ. Ok. Hồi nãy nhiêu nữa ta? Tùm lum quá. Bây giờ đã em lấy hồi nãy lộn xộn thằng ngầu không nhớ ta. Mà như 64 15 giờ sao không nhớ ta, không nhớ luôn á. Bây giờ bà con mua nãy giờ lộn xộn em không nhớ luôn, nhớ không? Không nhớ hả? Mà nhớ hồi nãy em có nói số như 89. Đúng rồi, 89 tờ. Bây giờ cho 90 đi. 90 với 10, 30 của em là 120. Rồi coi như là em đưa chị 1 triệu 2 phải không? Rồi thôi bây giờ vậy nè. Coi như bữa nay không có biết chia sẻ với cái gì. Thôi cũng gửi toàn bộ số tiền lại. Nhưng mà hy vọng lần sau mình rút kinh nghiệm dạ. mình nếu mình ngồi bán chỗ nào đông đông cho dạ, bà con dạ, gì dạ, dạ. Ha. Dạ. Chúc vui vẻ nha, để tôi lấy tiền tôi trả cho. Ui da, mỏi chân quá. Rồi, bữa nay bán hết 120 tờ. Chết ngựa, trời mưa. Trời mưa. Mây đen khồi lôi, mây đen khồi lôi. 1 triệu 2, bây giờ phải lấy 1 triệu 2. Thì một chút xíu anh chị nào mua số á, thì em đưa số là nhớ đưa tiền em lại nha. Rồi ok, bây giờ mình đưa tiền cho chị bán số 1 triệu 2 nha. Nè, coi như mình ứng trước tiền nhìn số nha. Trời mưa lên xe đi về, chuẩn bị về tôi đưa tiền chị chứ. Bữa nay là nói chung là mình vui vui vẻ, ai cũng vui. Bà con mình ai cũng vui nha. Cảm ơn mọi người đã chung tay với mình. Hy vọng nay mai mình tiếp tục, mình chia sẻ tiếp. Bà con mình cứ vui vẻ đây là vậy là vui rồi. Đúng là một con én không làm được mùa xuân không? Nhiều con én, nhiều bà con gom lại mới vui. Gì vậy? Số này nào vậy? Số tầm mấy giờ đó. Ủa vậy hả? Tưởng số đâu ra nữa chứ. Có ai gọi điện thoại chị nè? Sao kêu gì nói chị với số nghe điện thoại giùm em. Thôi chị leo xe ngồi đi, mưa đó nè, em đưa chị 120 nè. Lộn 1.2 chứ. Trời, 120 chém vô nữa ăn chết luôn. Rồi đưa tiền rồi nha. Đưa tiền rồi đó nha bà con. Rồi chị về đi, mang số mà áo mưa vô đi. Ngõ cả nhà mình thấy mây đen hồi lùi không? Ủa trời sắp xanh luôn.
Thôi bây giờ em kết thúc nha, livestream đây nha. Cảm ơn mọi người đã chung tay với em đi bán vé số. Trời ơi, còn vui gì hơn ha. Tạm biệt mọi người nha. Dạ. Còn nè. Em mua rồi. Có gì vậy? Có ai gọi gọi kêu ngang hỏi á. Dạ. Bây giờ tới lượt em đi làm công chuyện của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Bye bye nha.